Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút thứ tư ngày 9 tháng 8 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt các nghị quyết chỉ thị kết luận quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13. Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Kỹ thuật chụp đầu búp măng gia tăng hiệu quả kinh tế cho sản phẩm măng tây xanh. Ninh Thuận ấn tượng giảm nghèo sau nửa nhiệm kỳ đại hội và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt các nghị quyết chỉ thị kết luận quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn với 75 điểm cầu và 1.900 đại biểu tham dự. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, quán triệt các nội dung cơ bản của chỉ thị số 21 ngày 4 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 48 ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030. Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, quán triệt nghị quyết số 36 ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Tiếp đó, đồng chí Trần Minh Nam, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, quán triệt quyết định số 85 ngày 7 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Quy định số 99 ngày 27 tháng 2 năm 2023 của Ban Bí thư về cờ đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ đảng. Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Lâm Đông, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, quán triệt kết luận số 50 ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Quy định số 96 ngày 2 tháng 2 năm 2023 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Quy định số 114 ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Tiếp đó, đồng chí Cha Ma Lé Thị Thủy, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, quán triệt kết luận số 54 ngày 9 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện quyết định số 99 ngày 3 tháng 10 năm 2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Kết luận số 58 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Ban Bí thư về tổ chức hoạt động của người cao tuổi Việt Nam. Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 được quán triệt tại hội nghị này đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng và có tác động trên nhiều lĩnh vực. Do vậy, việc nghiên cứu học tập quán triệt các văn bản của Trung ương có ý nghĩa quan trọng nhằm đưa chủ trương nghị quyết của đảng đến với cán bộ đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong đảng, góp phần đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống. Chiều nay, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm để nghe báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác giải ngân vốn đầu tư công, việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các chỉ số cải cách hành chính 7 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các tháng cuối năm 2023. Dự buổi làm việc có đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm, triển khai thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng thành phố Phan Rang Tháp Chàm vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất các ngành tăng 9,75% so với cùng kỳ, đạt 55,8% chỉ tiêu. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 500 tỷ đồng, giải ngân vốn đạt 77,9% kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao.
Kết quả giải ngân hai chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 đạt 55,34% kế hoạch. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của thành phố Phan Rang Tháp Chàm trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thời gian qua. Trong đó, năm 2022, thành phố đứng đầu toàn tỉnh về chỉ số đánh giá về chuyển đổi số DTI, chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh đứng thứ hai trong toàn tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước SIBAT đạt trên 96%. Tôi rất tâm huyết với câu chuyện tăng tốc, bởi vì chúng ta khó, càng khó thì càng phải nỗ lực được lên. Chứ nếu chúng ta không khó mà chúng ta khó mà chúng ta lại không tăng tốc, chúng ta không nỗ lực thì chúng ta không thành công. Chắc chắn và dứt khoát là không bao giờ đi đến đích. Cho nên là chúng tôi rất là mong muốn và mong mỏi thành phố là đầu tàu kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, đóng góp quan trọng cho ngân sách tỉnh, đóng góp cho quan trọng cho sự phát triển của tỉnh. Thì hơn ai thấy mà hơn lúc nào ấy, trong cái khó chung của tỉnh thì các đồng chí tăng tốc. Các đồng chí tăng tốc, các vị hoàn thành nhiệm vụ thì góp phần quan trọng cho tỉnh hoàn thành cái nhiệm vụ, nhất là tăng trưởng kinh tế nói chung, toàn diện trên các lĩnh vực. Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị thành phố Phan Rang Tháp Chàm tiếp tục tập trung triển khai một cách quyết liệt, trách nhiệm cao nhất để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, công tác trọng tâm, các mục tiêu chỉ tiêu được giao. Về việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2023, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị thành phố Phan Rang Tháp Chàm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và quyết tâm phấn đấu đến cuối năm 2023 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đã giao. Thứ hai là giải ngân vốn đầu tư công cực kỳ quan trọng các đồng chí. Tăng trưởng GDP vân vân này, đóng góp cho xã hội này, cho tiêu dùng xã hội này, cho giải quyết công ăn việc làm này, cho an sinh xã hội vân vân thì nó nằm trong cái đầu tư công này khá nhiều. Càng giải ngân tốt là càng có lợi cho chúng ta và càng giúp cho sự tăng trưởng của chúng ta. Tôi đề nghị là hết sức lưu ý, mặc dù thành phố đã triển khai tốt rồi nhưng mà cố gắng tăng tốc là không để tồn đọng cái vốn giải ngân đầu tư công từ đây đến cuối năm một đồng nào cả, một công trình, một dự án nào cả. Tăng mạnh hơn nữa công tác thu ngân sách, mà vừa rồi Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có một công văn chỉ đạo việc này. Càng khó càng thu càng nhiều. Tỉnh thì khả năng thu rất khó, nhưng mà thành phố thì thu rất tốt. Nhưng mà cố gắng là tăng cường đi. Thành phố tăng cường thì bù đắp cho cả tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị thành phố Phan Rang Tháp Chàm thực hiện nghiêm túc kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm và hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Phát động các đợt thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, với mục tiêu làm sao duy trì và đạt kết quả cao hơn đối với các chỉ số đã đạt được. Với những kiến nghị của thành phố Phan Rang Tháp Chàm liên quan đến vấn đề xử lý tình trạng ô nhiễm ở cảng cá Đông Hải, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa, chọn nhà đầu tư để việc nạo vét luồng lạch, đầu tư hạ tầng để khắc phục tình trạng xuống cấp của cảng cá Đông Hải. Đồng thời giao Sở Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng của thành phố Phan Rang Tháp Chàm tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh sử dụng một phần đất của dự án phát triển hạ tầng khu phố Đông Hải để mở rộng cảng cá Đông Hải đủ tiêu chí cảng cá loại 2. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu tổ số 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Bắc Ái đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Phước Tiến, huyện Bắc Ái. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Phước Tiến, huyện Bắc Ái kiến nghị Sở Y tế cần kiểm tra, chấn chỉnh tinh thần thái độ phục vụ người bệnh của nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa khu vực huyện Ninh Sơn vì có hiện tượng thăm khám qua loa và chỉ định thuốc điều trị không bớt bệnh. Đề xuất huyện Bắc Ái sớm quy hoạch xây dựng khu nghĩa trang tập trung, quan tâm đầu tư hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn và giao thông nội đồng. Đề nghị công ty Viettel và Vinaphone Ninh Thuận sớm triển khai cáp miễn phí cho bà con, bộ phát sóng Wi-Fi 4G giúp bà con có điều kiện tiếp cận thông tin về đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước qua mạng Internet và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
học tập nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng sản xuất, phát triển kinh tế thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội, kiến thức về đảm bảo an ninh trật tự cho đồng bào dân tộc thiểu số. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, xã, đồng chí Nguyễn Long Biên đề nghị địa phương sớm giải quyết cho bà con. Đồng chí Nguyễn Long Biên cũng nhấn mạnh, huyện Bắc Ái hiện đang được Trung ương tỉnh rất quan tâm, đặc biệt thông qua 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đảng, nhà nước đã ban hành các chính sách hỗ trợ đầu tư, tạo sinh kế, giúp bà con có điều kiện tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Vì vậy, đồng chí mong bà con chịu thương chịu khó, thi đua lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo. Đồng chí Nguyễn Long Biên cũng đề nghị huyện Bắc Ái triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt tạo ra nhiều mô hình sinh kế bền vững, giúp bà con có việc làm, tăng thu nhập, qua đó phát huy có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nhà nước dành cho địa phương. Chiều nay, đồng chí Phạm Tấn Cảnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh, chủ trì hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Theo báo cáo, tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh qua 6 tháng đầu năm 2023 được duy trì ổn định. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 6 năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 58 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 54 người. So với cùng kỳ năm 2023, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, giảm 8 vụ, giảm 6 người chết và giảm 7 người bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 10.617 trường hợp với tổng số tiền trên 19,5 tỷ đồng, đồng thời tạm giữ có thời hạn 3.619 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2.065 trường hợp. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh, đề nghị các thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh, các tổ chức đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường triển khai các nhiệm vụ giải pháp, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phải xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông. Các lực lượng chức năng của tỉnh, công an, các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, công tác đăng kiểm xe, kịp thời khắc phục sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp, xóa các điểm đen tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Chiều nay, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Tư vấn Phát triển Thương hiệu Việt Nam tổ chức tập huấn phổ biến các quy trình quy chế quản lý và hướng dẫn áp dụng mô hình quản lý, triển khai áp dụng thí điểm truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tham gia lớp tập huấn có 30 học viên đến từ các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại đây, các đại biểu đã được truyền đạt 3 chuyên đề gồm công tác nghiên cứu giống nho, giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm và quản lý giống cây trồng trong thời gian đến, mô hình quản lý quy định quản lý và hướng dẫn áp dụng mô hình chỉ dẫn địa lý Ninh Thuận cho sản phẩm nho, hướng dẫn truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa cho các tổ chức cá nhân. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm bắt kỹ thuật, quy trình áp dụng chỉ dẫn địa lý, kỹ năng quản lý, khai thác, phát triển và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm, từ đó áp dụng vào sản xuất và kinh doanh hiệu quả. Thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, thích ứng với biến đổi khí hậu, đến nay tỉnh Ninh Thuận đã có 4 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao là Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố, Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt, Công ty Cổ phần Nắng và Gió, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Úc Ninh Thuận. Điểm nổi trội của 4 doanh nghiệp này là không ngừng ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào sản xuất một số sản phẩm đặc thù của tỉnh, phục vụ tốt việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển bền vững sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo hướng hiện đại, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh cao.
Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận hiện có 37 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đi vào hoạt động, giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đạt 938 triệu đồng trên 1 hectare mỗi năm, đóng góp 13,16% vào giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp. Tỉnh Ninh Thuận đang tập trung nguồn lực, cơ chế chính sách và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay toàn tỉnh Ninh Thuận có 743 hectare mang tây xanh, sản lượng hàng năm đạt trên 5.700 tấn. Đây là sản phẩm đặc thù có giá trị kinh tế cao của Ninh Thuận. Tuy nhiên, diện tích tăng kéo theo nhiều loài sâu bệnh làm giảm năng suất. Đầu năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Đan Ninh Thuận đã chuyển giao kỹ thuật chụp búp mang tây xanh cho nông dân. Kỹ thuật đơn giản này vừa giảm chi phí sản xuất và tạo ra sản phẩm mang tây xanh đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu, tăng thu nhập cho nông dân. Nó bị gọi là đốm mắt cua, nó phổ biến nhất trên cái măng tây này. Nấm mắt cua, bọ trĩ là hai loại sâu bệnh gây ám ảnh đối với người trồng măng tây xanh. Khi hai loại sâu hại này cùng lúc tấn công thì mức độ lây lan rất nhanh, làm cho cây măng chết khô từ gốc đến ngọn. Các loại thuốc bảo vệ thực vật chỉ có thể làm chậm mức độ lây lan chứ không diệt trừ được tận gốc, và mầm bệnh còn lưu gốc tấn công những lứa măng sâu. Nó vô là mình cũng xịt ghê lắm, mình xịt thuốc, công ty hướng dẫn thuốc gì mình xịt thuốc đấy, mà nó cũng không có hết được. Là hỏi nó vô là nó vô, chứ bây giờ có thuốc gì bà con mình có xịt gì xịt à, nó cũng không có hiệu quả gì hết tất cả. Sau quá trình thử nghiệm đầu năm 2023, các kỹ sư của công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Đan Ninh Thuận đã áp dụng kỹ thuật chụp mũ cho búp măng. Kỹ thuật này rất đơn giản nhưng hiệu quả bất ngờ. Chụp mũ búp măng là những trụ hình nón bằng nhựa. Khi búp măng vừa nhú lên thì sẽ dùng trụ hình nón chụp vào búp măng. Kỹ thuật này ngăn sâu bệnh tấn công búp măng và đầu măng không bị nở bung, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Cây loại 1 mà nó khi nó lên cỡ này mà hỏi nó nở đầu ra cái thì nó cũng liền xuống hồi loại 4. Mà bà con mình làm xiên mình chụp vô cái là nó tấm đầu thì mình được có loại 1 là được tiền giá cao. Để mà đạt được tiêu chuẩn xuất khẩu chỉ có đạt được 30% thôi. Đó. Còn lúc mà mình chụp đầu thì tỷ lệ mà đạt tiêu chuẩn xuất khẩu nó thể tăng lên 70-80%, và nó hạn chế được cái nấm bệnh và cái nhất là cái sâu và con bọ trĩ nó tấn công trên đầu măng. Hiện nay mỗi đầu chụp măng tây xanh chỉ có giá hơn 1.000 đồng nhưng hiệu quả tăng gấp nhiều lần so với chi phí. Áp dụng kỹ thuật chụp đầu búp măng giúp giảm 25-30% thuốc bảo vệ thực vật, sản lượng măng tăng lên từ 10-15% một sào. Đặc biệt, tỷ lệ măng loại 1 tăng từ 30-70-80% một sào, đáp ứng được các tiêu chuẩn xuất khẩu nên giá bán cao hơn 10.000 đồng một kg so với măng không áp dụng kỹ thuật chụp đầu. Giá cả là ổn định cho bà con nông dân. Cái chất lượng mình bảo đảm cạnh tranh với các nước giống Thái Lan, một số nước trong khu vực Đông Nam Á thì mình có thể là xuất được. Chứ còn nếu mà mình làm không đạt yêu cầu thì đến một ngày nào đó cái sản phẩm của mình người ta sẽ bị loại. Hiện nay, vùng nguyên liệu liên kết trồng măng tây xanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Đan Ninh Thuận có khoảng 5 hectare đang áp dụng kỹ thuật chụp đầu búp măng. Và mỗi tuần có từ 3 đến 3,5 tấn măng tây xanh được xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc. Hiện nay, doanh nghiệp đang hỗ trợ nông dân mở rộng diện tích áp dụng kỹ thuật chụp đầu búp măng để tăng sản lượng, đáp ứng cho nhu cầu xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, nhất là tác động của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm của nhân dân. Tuy nhiên, với quyết tâm cao và những giải pháp đồng bộ, sau nửa nhiệm kỳ đại hội, công tác giảm nghèo của tỉnh Ninh Thuận đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, những cụm từ một thời gắn liền với ông Bi Năng Cung ở thôn Đá Ba Cái, xã Phước Thành, huyện Bắc Ái. Sau nhiều năm loay hoay tìm sinh kế để thoát nghèo, năm 2021, ông mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội mua 2 con bò. Nhờ siêng năng chịu khó học hỏi kinh nghiệm, số bò của gia đình ông giờ đã tăng gấp 5. Số tiền vay ngân hàng cũng được ông trả hết. Kinh tế không còn khó khăn, cũng là lúc ông được xã công nhận đủ tiêu chuẩn để thoát nghèo. Thế điểm nhiều nhất là 15 con.
Từ khi nuôi bò mà phát triển nó tốt hơn, cuộc sống nó đỡ hơn. Hỗ trợ vốn vay tạo sinh kế bền vững là một trong số các giải pháp được các ngành chức năng của tỉnh Ninh Thuận đề ra nhằm hiện thực hóa công tác giảm nghèo của tỉnh. Từ năm 2021 đến nay, hơn 272 tỷ đồng đã được hỗ trợ người dân thực hiện các mô hình sinh kế, hỗ trợ nhà ở, cây con giống và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Hình thức hỗ trợ của tỉnh cũng có nhiều thay đổi để từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại, khơi dậy quyết tâm thoát nghèo của người dân. Từ nguồn vốn các chị em được tiếp cận rất là nhiều hữu ích, ví dụ như là các chị em được học hỏi lẫn nhau. Ít nhất bình quân trên xã Phước Khang, trên địa bàn xã Phước Khang thì ít nhất hộ được một con bò trở lên và không có sợ nghèo khổ nghèo nữa. Một trong những giải pháp căn cơ và bền vững trong kết quả giảm nghèo được Ninh Thuận kiên trì triển khai đó là đẩy mạnh đào tạo nghề, nâng cao nhận thức, trình độ cho người lao động. Qua 3 năm đã có gần 40.000 người được giải quyết việc làm, trên 22.300 người được đào tạo nghề, nhất là các ngành nghề phù hợp với các nhóm ngành kinh tế trụ cột của tỉnh. Trước khi mà đi vô công ty này làm thì ở nhà cũng vì chủ yếu là làm nông, làm ruộng. Công việc ở nhà thì nó bấp bênh, vào đây thì cái đời sống, mức lương nó cũng ổn định hơn. Hàng tháng có thu nhập ổn định, cũng đời sống cũng được đi lên. Bên cạnh dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, thì chúng ta hiện nay tỉnh chúng ta cũng đã có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp và chúng ta đã kết nối được với doanh nghiệp để chúng ta đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Với hàng loạt giải pháp được triển khai, không chỉ bứt phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, Ninh Thuận còn tạo dấu ấn rõ nét trong công tác giảm nghèo sau nửa nhiệm kỳ đại hội. Nếu như tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 là 8,58%, thì đến cuối năm 2022, con số này đã giảm xuống còn 5,93%. Tỷ lệ hộ cận nghèo cũng giảm còn 5,43%. 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã. Tỷ lệ dân cư nông thôn có nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 96%. 100% xã có điện lưới quốc gia. Đến giờ này có thể nói là rất là khang trang. Đường ô tô có thể đi đến các trung tâm của các huyện, hệ thống nước, hệ thống nước sạch nông thôn, y tế, v.v. đã được đầu tư một cách đồng bộ tất cả các cái địa phương khó khăn nhất, xa nhất trên địa bàn của tỉnh. Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo và ban hành cái nghị quyết. Sắp đến là chúng ta sẽ tập trung nguồn lực để triển khai cái này, làm sao hiệu quả nhất những cái chương trình của Trung ương đầu tư trên địa bàn để từng bước giảm dần và rút ngắn cái khoảng cách giàu nghèo này. Với kinh nghiệm cùng với những kết quả ấn tượng đã đạt được, sẽ là tiền đề, là cơ sở vững chắc để Ninh Thuận tiếp tục có thêm những thành tựu mới, qua đó hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về công tác giảm nghèo mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đã đề ra. Chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.